Anh em biết tin gì chưa? Con nhái hơi AZ Fishing đã mở bán rồi anh em nhé. Đây là con bên mình đặt làm và mang thương hiệu AZ Fishing 01. Mẫu này là mẫu 01. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua con này rồi thì mình sẽ giới thiệu chương trình về con này nhé. Con này sẽ có chương trình có quà lớn cho anh em nhé. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu qua sơ con này. Con này thì nó hiện tại á bên mình là con này có size là 7 gam đi nổi chưa? Và cao su con này là cao su 2 lớp mặt 3D. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem. Để mình mở ra cho dễ đi. Em nhìn cho dễ đây, ok chưa? Rồi, lưỡi là lưỡi màu titan. Có bì nữa không? Lưỡi titan nhá. Rồi, có thìa sò này, chống xoắn này cho anh em này. Bụng có chữ AZ thương hiệu bên mình. Rồi đây, cái này cũng chống xoắn luôn. Đấy, lưỡi thì lưỡi là titan không gì nhá, titan đổ nha anh em. Tải cá đen 20kg cho anh em. Cao su con nhái hơi này là 2 lớp. Rồi, phía sau này anh em nhá. Phía sau này anh em thì sẽ có một cái mã QR. Cái mã này á, có để trong đó. Cái mã này á thì là sẽ là chính hãng, có hàng chính hãng hay không anh em sẽ quét thì nó sẽ vào kiểm tra chính hãng nhá. Anh em muốn kiểm tra chính hãng của bên mình không thì anh em quét QR này giùm mình. Rồi. Ok chưa? Rồi, con này thì hiện tại bên mình có 4 màu nha anh em. Đây, đầu tiên là màu trắng đỏ này, màu vàng đỏ này, đỏ tím này và xanh tím này. Rồi, 4 màu thoải mái cho anh lựa chọn nhá. Bây giờ mình sẽ phổ biến ghi chương trình dành cho con nhái hơi AZ01 này cho anh em được chưa? Rồi, bây giờ chương trình là bên mình sẽ dành ra một phần quà nhỏ chỉ giá là 1.500.000, gồm là một bộ cần máy ngang. Tí nữa mình sẽ cho anh em xem quà. Rồi chưa? Và cái này thì rất đơn giản, anh em mua cái mồi này về câu, được chưa? Lên cá, anh em quay video lại giùm mình, đăng lên video TikTok, được chưa? Rồi, gắn cái dòng hashtag là mồi nhái hơi AZ và hashtag là đồ câu phi mắc, được cho mình được chưa? Thì trong cái hashtag đó, anh em nào nhiều view nhất trong vòng 1 tháng từ ngày 15 tháng 7 này đến ngày 18 tháng 7 năm 2023 thì mình sẽ lấy 3 giải, là giải thứ nhất là được nhiều view nhất thì sẽ được tặng một bộ cần trị giá là 1.500.000, được chưa? Rồi, giải thứ hai mình sẽ tặng, nhiều view thứ hai mình sẽ tặng cái túi đeo chéo cho anh em. Và giải thứ ba, anh em được view nhiều view thứ ba thì được sẽ tặng một cái nón đi câu và kèm một cái hộp đựng mồi, được chưa? Tối thiểu của cái view của video này á là 10k view nha anh em, 10k view mới được nha. Ok chưa? Nếu mà trong một tháng anh em không đủ 10k view thì mình sẽ chuyển qua đến tháng tiếp theo và mình sẽ tặng quà nhá. Ok chưa? Thôi, bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái quà. Đầu tiên là cái bộ tỷ giá nhất là 1.500.000 cho người giành giải nhất nhá. Rồi, bây giờ đây là cái túi đựng nhá, túi da nhìn xịn sò chưa? Sách đi du lịch ok chưa? Trốn vở đi câu ok chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem này. Rồi, có sẽ kéo mở đàng hoàng nhá. Đấy, chuyên nghiệp chưa? Đẳng cấp chưa? Ok chưa? Đây là một cái cần máy ngang 4 khúc, Henoi chỉ 1.8, tải cá 5 kg, ok chưa? Máy ngang, tốc độ bằng tua 7.2, tải cá 1, tải cá 5 kg, dây, câu, hộp đựng mồi cùng có nhái hơi, mồi thìa, mồi cá mềm, lưỡi đồ, các kiểu, được chưa? Cho anh em chưa? Rồi, đây. Đấy, đây là phần quà cho người đạt view cao nhất. Nhưng là cái view tối thiểu là 10k view nha anh em. Nếu mà một tháng chưa đủ 10k view thì mình sẽ chuyển qua tháng tiếp theo. Để cho anh em đủ 10k view rồi mình sẽ công bố người giải nhất, ok chưa? Rồi, tiếp theo là cái phần giải nhì, là một cái túi đeo chéo này nha anh em. Rồi, còn giải 3 thì sẽ là một cái mũ cộng thêm một cái hộp đựng mồi, thấy chưa?